Trong một cái tờ này, chúng tôi ước lượng là nó có 23 cái chi tiết để mà nhớ. Và quan trọng là có 100 tờ như vậy, vị chi là 2.300 chi tiết để nhớ, thưa quý vị. Mì ba miền tôm chua cay lấy nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Bây giờ xin mời quý vị đánh giá về độ khó của tiết mục ạ. Mời bác Sâm. 5. Cái điểm 5 của tôi nó nói lên tất cả, nó quá khó. Cùng một lúc mà như Trấn Thành vừa mới phân tích thì thấy rằng là bạn phải có cái năng lực siêu trí nhớ. Nhưng mà để mà nhớ được tất cả 6 cái loại như thế thì nó là quá kinh khủng luôn. Cực kỳ khó luôn và rất dễ nhầm lẫn. Remastic. 5. Vì sao? Cái lượng kiến thức mà bạn cần phải nạp vào cũng như là phân loại dữ liệu nó thực sự quá khủng khiếp. Và chưa kể là ở mỗi dữ liệu có rất là nhiều khả năng mà bị nhầm lẫn. Ví dụ như giữa 4 màu trong 5 màu gói mì khác nhau. 4 trên 5 nha. Vâng. Rồi là các con số khi mà ra đề cũng có những con số có thể nó ở cùng vị trí với nhau mà nó gây ra nhầm lẫn rất là nhiều thứ để mà có thể đánh lạc hướng cũng như là gây hoang mang khi mà làm. Nên là chắc chắn đây là một thử thách quá khó. Tiên. Không có lựa chọn nào khác mà cảm thấy xứng đáng hơn là con số 5. Về cái độ khó nó quá khó đi. Vì vậy mà chị chỉ mong rằng là bạn sẽ thật vững tin. Cố lên. Cố lên em trai. Anh hy vọng em sẽ làm được điều phi thường này. Em cũng tin vậy. Cố gắng lên nha. Và bây giờ mời thí sinh về ghế khiêu chiến. Thưa quý vị, các vị giám khảo sẽ điền bất kỳ một con số nào cũng như một cái dữ liệu nào vào một cái tờ giấy trống như thế này. Và sẽ có 100 cái đề thi như vậy. Mời trợ lý khoa học hỗ trợ giám khảo điền vào các đề thi ngẫu nhiên giúp thí sinh hoàn thành bài thi này. Khi mà Tiên ra đề á, cái màu sắc gói mì á, mình nhìn cái gói mì to, cái màu nó cụ thể, nhưng mà khi in ra nó còn nhỏ xíu, đặc biệt là cái màu cam và màu hồng đỏ nó khá là giống nhau, chỉ cần trong cái điều kiện ánh sáng khác biệt một tí xíu là có thể nhầm lẫn liền. Cho nên là trong một số cái đề bài thì Tiên có sắp xếp hai cái gói mì đó sát nhau để thử xem là bạn ấy có thể phân biệt được không. Ramastic chú ý đặt rất là nhiều đề bài mà có số 3, số 2, nó cứ lặp đi lặp lại ở hai cái vị trí đầu tiên để cố gắng thử gây rối loạn nhẹ cho bạn. Nếu mà so với cả các cái tiết mục khác thì ở đây thì cái điều tạo ấn tượng và tạo độ khó là các số liệu mà cần phải ghi nhớ nó nhiều hơn rất là nhiều. Để một người có thể nhớ được cái khối lượng thông tin này thì khả năng tưởng tượng phải cực kỳ siêu cường. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V-Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Đón xem Bé Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V-Channel. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 20 giờ từ ngày 21 tháng 11. Chu Beauty vẻ đẹp đích thực phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.